chào quý vị đến với bản tin Canada và Thế giới cuối tuần trên kênh Culture Channel. Những thông tin chính yếu trong bản tin ngày 20 tháng 6 hôm nay như sau. Tổng thống Biden thúc giục người dân đi tiêm chủng, Hoa Kỳ có khả năng không đạt được mục tiêu đã đề ra vào ngày 4 tháng 7. Hoa Kỳ gửi 2.5 triệu liều vaccine Moderna để giúp Taiwan chống lại đợt bùng phát lớn đầu tiên. Brazil đã vượt mốc 500.000 ca tử vong. Việt Nam kêu gọi WHO đẩy nhanh quá trình chuyển giao vaccine từ COVAX khi số ca nhiễm COVID-19 đạt kỷ lục. Tại sao châu Á là nhà vô địch đại dịch vẫn cách xa vạch về đích trong cuộc chạy đua chống lại đại dịch? Úc đưa tranh chấp thương mại về rượu với Trung Quốc lên WTO. Trung Quốc cho rằng các mối bận tâm của Kim Jong-un nên được Hoa Kỳ coi trọng. Buôn lậu người liên quan đến cái chết 39 người Việt di cư cảnh sát Anh đã bắt một người Việt Nam được cho là đã đóng một vai trò quan trọng. Những bức tranh sơn dầu 350 năm tuổi quý giá được tìm thấy trong bãi rác. Và một số thông tin trong nước như sau. Các doanh nghiệp và các nhà lập pháp Hoa Kỳ nổi giận khi Canada kéo dài lệnh cấm du lịch, Thủ tướng Trudeau vẫn giữ vững lập trường. 75% dân số người dân Canada đủ điều kiện đã được tiêm một liều vaccine, trong khi đó 20% người dân đã được tiêm đầy đủ hai liều. Canada sẽ tăng gần gấp đôi số người tị nạn cần được bảo vệ vào năm nay. Mùa hè đầy nắng chào đón ngày cuối tuần đầu tiên khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng ở tỉnh BC. Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Canada và Thế giới tổng hợp cùng một số tin giải trí do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel và trang Facebook của Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong bản tin hôm nay, nhóm biên tập cũng sẽ gửi đến các bạn câu chuyện cuộc sống ý nghĩa là câu chuyện tâm sự của người cha, con bướm màu hồng. Câu chuyện này cũng là một lời chúc gửi đến tất cả những người cha. Xin chúc tất cả người cha cũng như toàn thể quý vị một ngày lễ Father's Day an lành và hạnh phúc. Sau đây, Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Biden, Harris thúc giục người dân đi tiêm chủng, Hoa Kỳ có khả năng không đạt được mục tiêu đã đề ra vào ngày 4 tháng 7. Vào ngày thứ Sáu, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã kêu gọi người dân Mỹ đi tiêm phòng COVID-19 vì khả năng cao là nước này sẽ không đạt được các mục tiêu tiêm chủng của Nhà Trắng vào tháng tới do một biến thể coronavirus mới gây ra những lo ngại nghiêm trọng hãy hành động ngay bây giờ biden nói trong phát biểu tại nhà trắng kêu gọi những người chưa đi tiêm chủng nói chuyện với bác sĩ hoặc gia đình hoặc bạn bè của họ những người đã tiêm phòng biden cho biết số ca tử vong và nhập viện đang giảm mạnh ở những nơi có người tiêm chủng chứ không phải là các khu vực khác và tổng thống biden nhấn mạnh là thậm chí một số ca còn đang tăng ở một số nơi với tốc độ hiện tại hoa kỳ dường như sẽ không đạt được mục tiêu mà tổng thống biden đề ra là 70% người lớn được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 vào ngày 4 tháng 7, ngày nghỉ lễ độc lập. Tính đến thứ Sáu thì 175 triệu người, khoảng 65,1% người dân ở Hoa Kỳ đã tiêm ít nhất một liều và con số đó đã tăng ít hơn 1% trong hai tuần qua. 55% người lớn đã được tiêm đầy đủ hai liều. Tốc độ đó sẽ phải tăng gấp đôi trong vòng 2 tuần tới để Hoa Kỳ đạt được mục tiêu. Đệ nhất phu nhân là bà Jill Biden và các quan chức khác đã thúc đẩy một chiến dịch khuyến khích nhiều người Mỹ đi tiêm phòng sốt sắn hơn bằng cách xuất hiện trước công chúng, phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông địa phương và quảng cáo để xua tan những lo ngại còn tồn tại. Các quan chức cho biết nỗ lực đẩy nhanh việc tiêm chủng đã mang lại hiệu quả. Với các ca nhiễm COVID-19, số ca nhập viện và số ca tử vong giảm xuống tới mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch vào đầu năm 2020. Đầu năm này, Hoa Kỳ đã đánh dấu một cột mốc nghiệt ngã vượt qua con số 600.000 ca tử vong do COVID-19 gây ra. Số người chết của Hoa Kỳ vẫn cao nhất thế giới, mặc dù là các quốc gia khác bao gồm Brazil, Anh và Nga có tỷ lệ tử vong cao hơn theo thước đo dân số của họ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ có liên quan đến làn sóng tàn phá thứ hai của nó, đã lan rộng đến hơn 80 quốc gia. Các cơ quan y tế ở Anh là quốc gia dẫn đầu trên thế giới về giám sát bộ gen, cho biết biến thể này có liên quan tới hơn 90% số ca mới gia tăng tại Anh và đã làm trì hoãn việc mở cửa trở lại của quốc gia này. Một số chuyên gia cho biết tình trạng dễ bị đột phá bởi virus của Anh là do quốc gia này đã quyết định trì hoãn liều thứ hai để kéo dài nguồn cung cấp liều đầu tiên. Theo các cơ quan y tế công cộng, những người được tiêm đầy đủ hai liều sẽ được bảo vệ và ngăn ngừa được biến thể Delta, những người chỉ tiêm một liều duy nhất vẫn dễ bị lây nhiễm. Mặc dù biến thể đã được phát hiện ở hơn 25 tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng ước tính từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh không cho thấy bất kỳ biến thể nào với tỷ lệ phổ biến cao. Tuy nhiên vào hôm thứ Sáu thì giám đốc của CDC, tiến sĩ Rochelle Walensky nói rằng biến thể Delta có thể sẽ trở thành biến chủng virus thống trị ở Hoa Kỳ trong những tháng tới. Mỹ gửi 2,5 triệu liều Moderna để giúp chống lại đợt bùng phát lớn đầu tiên. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo hôm thứ bảy sẽ vận chuyển 2,5 triệu liều vaccine COVID-19 đến Đài Loan, tăng gấp ba lần so với số lượng ban đầu mà chính quyền Biden đã hứa. Lô hàng này có thể gây căng thẳng cho mối quan hệ Mỹ-Trung khi Đài Loan đang vật lộn với đợt bùng phát coronavirus lớn đầu tiên. Trong tháng này, các quan chức của Trung Quốc đã nổi giận khi ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến thăm hòn đảo mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của mình để công bố cam kết ban đầu là 750.000 liều vaccine, cũng như khi Nhật Bản cho biết họ sẽ cung cấp cho Đài Loan khoảng 1,2 triệu liều AstraZeneca. Một quan chức cao cấp của chính quyền Biden cho biết, Chúng tôi biết rằng Đài Loan đã phải đối mặt với những thách thức không công bằng trong nỗ lực mua vaccine. Điều này làm cho khoản tài trợ này càng trở nên quan trọng hơn. Chúng tôi đã có quan hệ đối tác chặt chẽ với Đài Loan về các vấn đề về sức khỏe toàn cầu và cùng nhau hành động trong suốt trận đại dịch. Đài Loan đã có mặt giúp đỡ Hoa Kỳ trong những ngày đầu tiên của đại dịch, cung cấp PPE và các vật liệu cứu sinh khác. Các nhà lãnh đạo Đài Loan đã đổ lỗi cho sự can thiệp của Trung Quốc đã khiến cho họ không thể mua liều lượng từ công ty BioNTech của Đức là công ty phát triển vắc-xin của họ với Pfizer." Trung Quốc thì gọi cáo buộc này là bịa đặt từ hư không. Một công ty Trung Quốc tuyên bố độc quyền thương mại để phân phối vaccine BioNTech ở Đài Loan. Nhưng đối với nhiều người trong nền dân chủ tự quản, ý tưởng về việc Đài Loan mua vaccine từ một doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục đơn giản là không phù hợp. Đài Loan từng được coi là một trong những câu chuyện thành công của thế giới trong phần lớn của đại dịch. Thế nhưng, chỉ trong hơn 2 tuần vào tháng 5, số lượng ca nhiễm trung bình hàng ngày của Đài Loan đã tăng lên gần 600 ca mỗi ngày, từ ít hơn 10 ca một ngày. Số liệu dựa theo Our World in Data tại Đại học Oxford, mức trung bình hàng ngày hiện đã giảm xuống dưới 200 ca. Tính đến thứ sáu, Đài Loan đã tiêm hơn 1,3 triệu liều vaccine, chiếm khoảng 5,6 mũi cho 100 người. Theo cơ sở dữ liệu của New York Times, Ngược lại, Hoa Kỳ hiện đã tiêm trung bình 95 mũi tiêm cho mỗi 100 người. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu để ca ngợi chương trình tiêm chủng của Hoa Kỳ, thì Tổng thống Biden nói rằng Hoa Kỳ hiện có khả năng cung cấp hơn nửa tỷ liều vaccine cho các quốc gia khác. Thưa quý vị, Brazil đã vượt mốc 500.000 ca tử vong. Brazil đã cán mốc 500.000 người chết vì COVID-19 vào thứ Bảy, chỉ đứng sau Hoa Kỳ hàng ngàn người đã biểu tình ở các thành phố lớn chống lại Tổng thống Jair Bolsonaro và việc ông xử lý đại dịch. Những người biểu tình đã yêu cầu Tổng thống bị luận tội, yêu cầu tốc độ tiêm chủng nhanh hơn và tăng hỗ trợ tiền mặt trong làn sóng thứ ba của COVID-19 ở nền kinh tế lớn nhất châu Mỹ Latin. Bộ trưởng Y tế Marcelo Carroga đã tweet vào thứ Bảy trước khi con số chính thức được công bố nói rằng Tôi đang làm việc không mệt mỏi để tiêm chủng cho tất cả người dân Brazil trong thời gian ngắn nhất có thể để thay đổi viễn cảnh này mà đã cản trở chúng ta trong hơn một năm. Theo Bloomberg Vaccine Tracker, gần 30% người dân quốc gia này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 11,6% người đã được tiêm chủng đầy đủ. Thành phố Mexico đóng cửa trường học các trường học ở thành phố Mexico sẽ tạm ngừng các lớp học trực tiếp kể từ ngày 21 tháng 6 sau khi chính quyền địa phương chuyển sang cảnh báo mã màu vàng từ đèn xanh theo hệ thống đèn dừng của quốc gia. Cơ quan quản lý giáo dục liên bang của thành phố Mexico cho biết họ đang đình chỉ các lớp học, bao gồm đào tạo giáo viên tiểu học, trung học, cao đẳng và giáo viên công lập từ tư thuộc, theo một tuyên bố chung với cơ quan giáo dục. Mới đây, Việt Nam đã kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới đẩy nhanh việc thu thập và chuyển giao vaccine từ chương trình COVAX khi số ca nhiễm hàng ngày ở Việt Nam đạt mức cao kỷ lục. Ông Vũ Đức Đam, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của đất nước, cho biết WHO nên đẩy nhanh việc cung cấp vaccine thông qua chương trình COVAX quốc tế. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp với Giám đốc khu vực phía Tây Thái Bình Dương của WHO là Takeshi Kasai Ông Đàm cũng kêu gọi WHO đẩy nhanh việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để Việt Nam có thể trở thành một trong những trung tâm sản xuất vaccine trong khu vực. Tháng trước, thì WHO cho biết họ đang xem xét đề xuất của một nhà sản xuất vaccine không xác định ở Việt Nam để trở thành trung tâm công nghệ vaccine COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA. Đất nước với khoảng 98 triệu dân này đã nhận được gần 4 triệu liều vaccine COVID-19, phần lớn trong số đó đến từ chương trình COVAX. Tại sao châu Á là nhà vô địch đại dịch vẫn cách xa vạch về đích trong cuộc chạy đua chống lại đại dịch? Trong khi Hoa Kỳ tiến tới mức bình thường, các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc vẫn đang phải đối mặt với nhiều tháng bấp bên khi các chiến dịch tiêm chủng của họ mới bắt đầu đạt được kết quả, theo The New York Times đưa tin. Trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các quốc gia mà đã dẫn đầu thế giới trong việc kiểm soát coronavirus hiện đang mòn mỏi trong cuộc chạy đua để loại bỏ virus này trong khi Hoa Kỳ, quốc gia đã phải hứng chịu nhiều đợt bùng phát kinh hoàng hơn. Hiện các sân vận động đang lấp đầy với những người hâm mộ đã được tiêm vaccine và những chuyến bay nhồi nhét với những người đi nghỉ hè, thì các nhà vô địch đại dịch của miền Đông vẫn đang mắc kẹt trong một chu kỳ bất ổn, hạn chế và cô lập. Ở miền Nam Trung Quốc, sự lan rộng của biến thể Delta đã dẫn đến đóng cửa đột ngột ở Quảng Châu, một thủ đô công nghiệp lớn. Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan và Úc cũng đã kiềm chế lại được sau những đợt bùng phát dịch bệnh gần đây. Trong khi Nhật Bản đang đối phó với sự mệt mỏi của chính mình từ đợt nhiễm trùng thứ tư tăng cao với nỗi lo về thảm họa virus từ thế vận hội. Ở những nơi có thể mọi người đang bắt đầu với cuộc sống của họ với khẩu trang và giãn cách và những chuyến đi chơi gần nhà. Về mặt kinh tế thì khu vực châu Á đã vượt qua đại dịch tương đối tốt vì hầu hết các quốc gia đã xử lý thành công giai đoạn đầu của đại dịch. Nhưng với hàng trăm triệu người vẫn chưa được tiêm chủng từ Trung Quốc đến New Zealand và với các nhà lãnh đạo lo lắng vẫn đóng cửa biên giới quốc tế trong tương lai gần thì khả năng chịu đựng những cuộc sống bị hạn chế đang ngày càng giảm đi, ngay cả khi các biến thể mới đang gia tăng mối đe dọa. Nói một cách dễ hiểu hơn thì mọi người đã chán ngấy và đặt câu hỏi khi nào đại dịch sẽ kết thúc. Mặc dù sự suy yếu khác nhau giữa các quốc gia nhưng nhìn chung nó bắt nguồn từ sự thiếu hụt vaccine. Ở một số nơi như Việt Nam, Đài Loan và Thái Lan, các chiến dịch tiêm chủng hầu như chỉ mới được tiến hành. Những nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong việc tiêm chủng trong những tuần gần đây, trong khi vẫn còn số lượng cao người dân chưa được cung cấp vaccine. Xu hướng dường như đang đảo ngược vận may, trong khi người dân Mỹ ăn mừng những gì giống như một bình minh mới. Đối với nhiều người trong số 4,6 tỷ người ở châu Á, phần còn lại của năm nay sẽ giống như năm ngoái với một số quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề còn một số khác trong tình trạng lấp lửng của sự bình thường hoặc có thể có nhiều biến động hơn trên toàn thế giới các doanh nghiệp đang theo dõi xem liệu đợt bùng phát mới ở miền nam trung quốc có ảnh hưởng đến các bến cảng đông đúc ở đó hay không trên toàn châu á thì triển khai vaccine đang bị chậm lại cũng có thể mở ra cánh cửa dẫn đến việc khóa cửa trở lại do các biến thể mà gây ra thiệt hại mới cho các nền kinh tế, loại bỏ các nhà lãnh đạo chính trị và thay đổi động lực quyền lực giữa các quốc gia. Những rủi ro bắt nguồn từ những quyết định đã được đưa ra từ nhiều tháng trước, trước khi đại dịch gây ra cuộc tàn sát tồi tệ nhất. Bắt đầu từ mùa xuân năm ngoái, Hoa Kỳ và một số quốc gia ở châu Âu đã đặt cược lớn vào vaccine, phê duyệt theo dõi nhanh và chi hàng tỷ đô la để bảo đảm những lô hàng vaccine đầu tiên, nhu cầu là khẩn cấp chỉ riêng tại Hoa Kỳ vào thời kỳ đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch bệnh, hàng ngàn người đã chết mỗi ngày do việc quản lý dịch bệnh của quốc gia này thất bại thảm hại. Nhưng ở những nơi như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, tỷ lệ lây nhiễm và tử vong đã được giữ ở mức tương đối thấp với các hạn chế về biên giới, tuân thủ công khai các biện pháp chống virus cũng như thử nghiệm rộng rãi và truy tìm liên lạc với tình hình virus phần lớn đã được kiểm soát. Và với khả năng phát triển vaccine trong nước hạn chế, nên các quốc gia này đã không có khẩn cấp trong việc đặt hàng số lượng lớn vaccine. Theo tiến sĩ Jason Wang, phó giáo sư tại Đại học Y khoa Stanford, người đã nghiên cứu các chính sách của COVID-19, cho biết, để kết thúc đại dịch, bạn cần có cả chiến lược phòng thủ và tấn công. Chiến lược tấn công đó là vaccine. Ở châu Á, khoảng 20% người dân đã được tiêm ít nhất một vắc vaccine. Với Nhật Bản thì chỉ 14%. Ngược lại, con số này là gần 45% ở Pháp, hơn 50% ở Hoa Kỳ và hơn 60% ở Vương quốc Anh. Trung Quốc, quốc gia đã phải vật lộn với sự do dự đối với vaccine của chính mình sau khi kiểm soát virus trong nhiều tháng, đã tiêm 22 triệu mũi vào ngày 2 tháng 6. Đó là một kỷ lục đối với nước này. Tổng cộng thì Trung Quốc đã báo cáo quản lý gần 900 triệu liều tại quốc gia với 1,4 tỷ dân. Nhật Bản cũng đã tăng cường nỗ lực của mình mở các trung tâm tiêm chủng lớn ở Tokyo và Osaka và mở rộng các chương trình tiêm chủng đến các cơ sở làm việc và các trường cao đẳng. Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết tất cả người lớn sẽ được tiêm vaccine vào tháng 11. Ở Đài Loan thì cũng vậy, nỗ lực tiêm chủng gần đây đã được thúc đẩy khi chính phủ Nhật Bản tặng khoảng 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca. Nhưng Đài Loan vẫn chỉ nhận đủ liều để tiêm chủng cho ít hơn 10% trong số 23,5 triệu cư dân của mình. Một hiệp hội Phật giáo gần đây đã đề nghị mua vaccine COVID-19 để đẩy nhanh nỗ lực tiêm phòng của hòn đảo này, nhưng được thông báo rằng chỉ có chính phủ mới có thể thực hiện việc mua vaccine như vậy. Và khi việc tiêm chủng bị tụt hậu trên toàn châu Á, việc mở cửa mạnh mẽ trở lại với quốc tế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Úc đã báo hiệu rằng họ sẽ đóng cửa biên giới trong một năm nữa, trong khi Nhật Bản hiện đang cấm hầu hết những người không phải là cư dân nhập cảnh vào đất nước này. Và việc Trung Quốc đang giám sát chặt chẽ lượng khách nước ngoài đến đây đã khiến các doanh nghiệp đa quốc gia không có công nhân chủ chốt. Tương lai trước mắt đối với nhiều nơi ở châu Á dường như được xác định bằng sự tối ưu hóa trong hỗn loạn. Phản ứng của Trung Quốc đối với đợt bùng phát ở Quảng Châu, như kiểm tra hàng triệu người trong vài ngày, đóng cửa toàn bộ khu vực lân cận, là một cách chữa cháy nhanh lập lại cách họ đã xử lý các đợt bùng phát trước đó, cách tiếp cận này sẽ vẫn không sớm thay đổi, đặc biệt là khi có biến thể Delta đã tàn phá Ấn Độ, hiện đang bắt đầu lưu hành tại đây. Indonesia thì đã đe dọa người dân với khoản tiền phạt khoảng 450 đô la khi từ chối tiêm vaccine. Việt Nam thì đã đối phó với sự gia tăng đột biến gần đây của các ca nhiễm trùng bằng cách kêu gọi công chúng quyên góp cho quỹ vaccine COVID-19 và tại Hồng Kông, các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp đang đưa ra một loạt các biện pháp để giảm bớt sự do dự nghiêm trọng về vaccine. Tuy nhiên, tiên lượng cho phần lớn châu Á trong năm nay là một bản thông báo rõ ràng rằng căn bệnh này chưa được đánh bại và sẽ không sớm được đánh bại. Ngay cả những người may mắn được tiêm vaccine cũng thường để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Kate Tabert, 41 tuổi, một luật sư, người vừa nhận được mũi vaccine Pfizer đầu tiên tại tòa nhà triển lãm hoàng gia gần khu thương mại trung tâm của Melbourne, cho biết Đây là cách thoát khỏi đại dịch. Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên đi xa hơn so với vị trí của chúng tôi hiện nay. BioSculpture, thương hiệu nước sơn và sản phẩm chăm sóc bóng hàng đầu. Bám lâu, kéo dài đến 3 tuần và có thể dễ dàng gỡ bỏ mà không làm hại đến móng tự nhiên. Sản phẩm không chứa chất độc hại. Nhiều năm liền được bình chọn giải Salon Magazine's Reader's Choice Award. Điện thoại 1877 424 6435 Website bioscotchernails.com Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng vận chuyển vũ khí cho Myanmar vào ngày thứ sáu thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng vận chuyển vũ khí cho Myanmar, cũng như đề nghị quân đội tôn trọng kết quả bầu cử vào tháng 11 và trả tự do cho những người bị giam giữ chính trị, bao gồm cả nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Vài tháng sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết với sự ủng hộ của 119 quốc gia. Belarus đã yêu cầu việc bỏ phiếu nghị quyết này và là quốc gia duy nhất phản đối nó, trong khi 36 bên bỏ phiếu trắng, bao gồm cả Trung Quốc và Nga. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schreiner berginer phát biểu trước đại hội đồng sau cuộc bỏ phiếu, nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến quy mô lớn là có thật. Vấn đề chỉ còn là thời gian, cơ hội để đảo ngược cuộc tiếp quản quân sự đang thu hẹp. Đại sứ Liên minh châu Âu Olaf Schulz cho biết Nghị quyết của Liên hợp quốc gợi đi một thông điệp mạnh mẽ. Nghị quyết phủ nhận sự chính quy của chính quyền quân đội, lên án sự lạm dụng và bạo lực đối với người dân của họ và thể hiện sự cô lập của quân đội Myanmar trước mắt thế giới. Vào ngày thứ bảy tại Myanmar, những người ủng hộ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ đã cài hoa lên tóc và diễu hành tại các cuộc biểu tình trên đường phố nhân dịp sinh nhật lần thứ 76 của bà lầu năm góc rút hệ thống phòng thủ tên lửa các thiết bị quân sự khác khỏi vương quốc ả rập xê út và các nước trung đông theo một quan chức quốc phòng lầu năm góc đang rút lại các hệ thống phòng thủ tên lửa và các khí tài quân sự khác cùng với các nhân sự ra khỏi ả rập xê út và các nước khác ở trung đông khi họ sắp xếp lại lực lượng và lên kế hoạch cho việc đối đầu với trung quốc và nga Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chỉ thị cho Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, cơ quan giám sát ở khu vực phải thu hồi các lực lượng vào mùa hè này. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jessica Manotti cho biết một số trang thiết bị sẽ quay trở lại Hoa Kỳ để thực hiện các bước bảo trì và sửa chữa cần thiết, trong khi một số thiết bị khác sẽ được sắp xếp chuyển giao qua các khu vực khác. Jessica chia sẻ, quyết định này được đưa ra với sự phối hợp chặt chẽ cùng với các quốc gia sở tại. Chúng tôi có một mục tiêu rõ ràng là duy trì khả năng đáp ứng các cam kết an ninh của mình. Đó là việc bảo trì một số tài sản có nhu cầu cao, mật độ thấp để chúng sẵn sàng cho các yêu cầu trong tương lai nếu cần. Mà thì chia sẻ trong một cuộc tuyên bố và nói thêm rằng Lầu Năm Góc sẽ không tiết lộ các tài sản quân sự sẽ đi đâu hoặc khi nào. Australia đưa tranh chấp thương mại về rượu với Trung Quốc lên WTO. Australia sẽ để đơn khiếu nại chính thức lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau khi Trung Quốc áp thuế lên tới 218% đối với rượu vang của nước này vào năm ngoái. Trung Quốc nói rằng thuế quan được đặt lên do sự sơ xuất trong thương mại, điều mà Australia phủ nhận. Australia cho biết họ vẫn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết vấn đề. Được biết, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rượu vang hàng đầu của Úc và các nhà máy rượu nói rằng họ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự gia tăng thuế này. Chính phủ Úc cho biết, quyết định đưa ra tranh chấp lên WTO được đưa ra sau khi tham vấn rộng rãi với các nhà sản xuất rượu. Dan Tihanh, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục bảo vệ một cách mạnh mẽ lợi ích của các nhà sản xuất rượu ở Úc bằng cách sử dụng hệ thống đã được thiết lập trong WTO để giải quyết những khác biệt của chúng ta. Trung Quốc cáo buộc Australia về một hành vi thương mại được gọi là bán phá giá là bất hợp pháp trong luật thương mại quốc tế. Bán phá giá là khi một quốc gia xuất khẩu một sản phẩm cho một quốc gia khác với giá thấp hơn giá thường tính ở thị trường nội địa của quốc gia đó với mục đích làm tăng thị phần ở nước ngoài và đẩy lùi cạnh tranh. Hai nước Australia và Trung Quốc từng là đối tác thương mại quan trọng, nhưng quan hệ ngoại giao giữa họ đã xấu đi kể từ khi Australia kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của Covid-19. Trung Quốc đã kêu gọi tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lưu ý đến các mối bận tâm của Triều Tiên đối với chính sách của Hoa Kỳ với Bắc Hàn sau khi nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng cho ngoại giao hoặc xung đột. Vào hôm thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian đã nói với báo chí trong một cuộc họp báo rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ở giai đoạn quan trọng và kêu gọi các quốc gia liên quan đẩy mạnh các động thái để giảm bớt căng thẳng. Tất cả các bên liên quan nên cùng nhau bảo vệ sự ổn định và thúc đẩy đối ngoại, ông Zhao nói các mối quan tâm chính đáng và hợp lý của phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cần được coi trọng và đáp ứng. Ông cho biết Bắc Kinh hy vọng tất cả các cường quốc liên quan, đặc biệt là Bình Nhưỡng và Washington nên mong muốn một giải pháp lâu dài và thiết thực, trong bối cảnh Triều Tiên vẫn giữ và phát triển các vũ khí hạt nhân mà họ vẫn cảm thấy cần thiết để bảo đảm sự an toàn của quốc gia. Trong vụ buôn lậu người liên quan đến cái chết của 39 người Việt di cư, Cảnh sát Anh bắt một người Việt Nam được cho là đã đóng một vai trò quan trọng. Một người đàn ông Việt Nam vừa bị Vương quốc Anh bắt giữ vì liên quan đến cái chết của 39 người di cư Việt Nam được tìm thấy trong thùng xe tải ở Essex năm 2019. Cơ quan tội phạm quốc gia NCA cho hay, người đàn ông không nêu tên đã bị bắt giữ tại một trạm xăng của một siêu thị ở Middlesbrough hôm 17 tháng 6. Người này được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong vụ án và vụ bắt giữ này được mô tả là đáng kể. Ông ta đang bị Bỉ truy nã với cáo buộc là thành viên của mạng lưới đưa người qua Bỉ và Pháp và sau đó vào Anh bằng xe tải. Nghi phạm được cho là có liên hệ với Birmingham, đã điều hành những ngôi nhà ở Brussels, nơi các nạn nhân đã tạm ở trước khi lên đường. Nghi phạm cũng được cho là đã tổ chức đưa 39 người bằng taxi đến một điểm thu gom ở Pháp. Tại đó, họ được nhát vào xe tải lạnh. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát Ý đã bắt giữ công dân Romania Stefan Damian Draco, người được cho là đã cung cấp chiếc xe tải. Thi thể của 39 người di cư được tìm thấy tại một khu công nghiệp ở Grace, Essex ngay sau khi chiếc xe container đến trên một chuyến phà từ Zeebrook ở Bỉ vào đầu giờ ngày 23 tháng 10 năm 2019, hôm 11 tháng 2, 2020. Cảnh sát Vương quốc Anh kết luận 39 nạn nhân người Việt tử vong vì thiếu oxy và tăng thân nhiệt. Những bức tranh sơn dầu 350 năm tuổi quý giá được tìm thấy trong bãi rác. Cảnh sát Đức đã yêu cầu cung cấp thêm thông tin sau khi phát hiện hai bức tranh quý từ thế kỷ 17 bị vứt bỏ bên đường. Các bức tranh sơn dầu được cho là của nghệ sĩ người Hà Lan Samuel van Hustraten và người Ý Pedro Palotti cảnh sát cho biết, một người đàn ông đã tìm thấy những bức tranh tại một trạm dịch vụ đường cao tốc trên A7 phía nam Würzburg ở Bavaria vào tháng trước. Anh ta giao chúng cho cảnh sát thành phố Cologne và cho đến nay chưa hề có ai lên tiếng về quyền sở hữu các tác phẩm nghệ thuật này. Đánh giá ban đầu của một chuyên gia nghệ thuật kết luận hai bức tranh được đóng khung là bản gốc. Trong đó có một bức là chân dung của một cậu bé đội chiếc mũ đỏ không rõ niên đại. Cảnh sát cho biết nó được vẽ bởi Samuel van Huystraten, một họa sĩ và nhà văn sống ở Hà Lan từ năm 1627 đến năm 1678. Bức còn lại là bức chân dung tự họa đang mỉm cười của Palotti, một họa sĩ người Ý không quá nổi tiếng, sinh năm 1625 và mất vào năm 1700. Cảnh sát ở Cologne đang kêu gọi thêm thông tin từ bất kỳ ai nhận ra các tác phẩm nghệ thuật này, hoặc bất kỳ ai biết nguyên nhân tại sao hai bức tranh lại xuất hiện ở bãi rác với tầm nhìn rộng và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản để bán lại hoặc cho thuê, chúng tôi có thể giúp bạn tìm được ngôi nhà như ý. Từ việc tìm công ty cho vay mortgage tốt nhất cho đến việc tìm đúng công ty sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà của bạn. Chúng tôi là Nguyễn Thông, làm việc tại công ty Home Life, điện thoại 905 920 1463. Một khi bạn có nhu cầu về việc đầu tư bất động sản, hãy liên lạc với chúng tôi tại 905 920 1463 chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp bạn tìm hiểu phân tích khoản đầu tư của bạn với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản từ việc mua bán nhà cho đến việc hoàn toàn xây mới một căn nhà từ mảnh đất trống hay là tân trang lại nhà cũ chúng tôi có thể giúp bạn đạt được tiêu chuẩn cao hơn và kết quả tốt đẹp hơn chúng tôi là Nguyễn Thông làm việc với công ty Home Life điện thoại 905 920 1463 Chuyển sang các bản tin trong nước, mời các bạn tiếp tục theo dõi các bản tin như sau. Các doanh nghiệp và các nhà lập pháp Hoa Kỳ nổi giận khi Canada kéo dài lệnh cấm du lịch, Thủ tướng Trudeau vẫn giữ vững lập trường. 75% dân số người Canada đủ điều kiện đã tiêm được một liều vaccine, 20% đã tiêm đầy đủ cả hai liều. Phòng tiêm vaccine lưu động giúp thanh thiếu niên Montreal tiêm phòng dễ dàng hơn. Canada sẽ tăng gần gấp đôi số người tị nạn cần được bảo vệ vào năm nay một cậu bé 12 tuổi ở Winnipeg bị giết trong vụ đâm người đêm thứ sáu. Những đám mây dạ quang màu xanh lam hiếm có sắp xuất hiện trên bầu trời miền bắc Canada và mùa hè đầy nắng chào đón ngày cuối tuần đầu tiên khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng ở tỉnh BC. Canada có thêm 859 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.408.116 ca, trong đó còn 12.196 ca bệnh và 26.054 ca tử vong. Các doanh nghiệp và các nhà lập pháp Hoa Kỳ nổi giận khi Canada kéo dài lệnh cấm du lịch, Thủ tướng Trudeau vẫn giữ vững lập trường. Canada đã gia hạn lệnh cấm đi lại không thiết yếu với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới cho đến ngày 21 tháng 7, các quan chức cho biết hôm thứ sáu, khiến cho các doanh nghiệp và các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ thất vọng. Canada đang chịu áp lực từ các công ty và ngành du lịch để nới lỏng lệnh cấm được áp dụng kể từ tháng 3 năm 2020 để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus và đã được gia hạn hàng tháng kể từ đó. Nhưng thủ tướng Justin Trudeau vẫn giữ vững lập trường nói rằng biên giới sẽ đóng cửa phần lớn cho đến khi 75% người Canada đã tiêm mũi vaccine coronavirus đầu tiên và 20% đã tiêm cả hai mũi. Thủ tướng Trudeau nói với các phóng viên, ngay cả một cá nhân đã được tiêm phòng đầy đủ cũng có thể truyền COVID-19 cho người không được tiêm phòng. Và đồng thời cho biết, Canada cần tránh bất kỳ một làn sóng lây nhiễm lớn tấn công một lần nữa. Đóng cửa biên giới vẫn diễn ra khi tỉnh Alberta, phía Tây, công bố kế hoạch mở cửa hoàn toàn trở lại vào ngày 1 tháng 7, dỡ bỏ hầu như tất cả các hạn chế về sức khỏe cộng đồng còn lại, sau khi 70% người dân Alberta đủ điều kiện đã nhận được liều tiêm chủng đầu tiên. Lệnh cấm đi lại không ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa, nhưng thống kê Canada cho biết Kim ngạch xuất khẩu về dịch vụ năm 2020 so với năm 2019 đã giảm đi 17,7% và nhập khẩu về dịch vụ giảm 24%, một phần do các hạn chế biên giới. Dịch vụ du lịch và vận tải bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Việc chính phủ Hoa Kỳ và Canada không thể đạt được một thỏa thuận về giảm bớt các hạn chế biên giới đơn giản là không thể chấp nhận được đại diện hoa kỳ brian higgins và bill heisenberg đồng chủ tịch nhóm nghị viện canada hoa kỳ cho biết hoa kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của canada harley fingelstein chủ tịch công ty thương mại điện tử canada shopify inc đã thuyết rằng tiếp tục kéo dài lệnh đóng cửa biên giới là một quyết định sai lầm ông viết chúng ta cần mở cửa biên giới cho những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ ngay lập tức Phòng Thương mại Canada, một nhóm quốc gia ủng hộ các doanh nghiệp, đã than thở về những gì họ cho là sự thận trọng quá mức của Ottawa. Perrin Beatty, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn cho biết, Tất cả khoa học đều nói rằng chúng ta nên tiến tới để mở lại biên giới. Chúng tôi thậm chí còn không có một kế hoạch vào thời điểm này được biết là Ottawa sẽ tiết lộ vào ngày thứ hai về kế hoạch của họ để bắt đầu nới lỏng các biện pháp đối với những người Canada đã được tiêm phòng đầy đủ. 75% dân số Canada đủ điều kiện đã tiêm một liều vaccine, 20% được tiêm đầy đủ hai liều. Hơn 75% người dân Canada đủ điều kiện hiện đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19, trong khi hơn 20% đã được tiêm đầy đủ Đến nay thì tổng cộng đã có hơn 31 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm trên cả nước. Trong tháng 5, cơ quan y tế công cộng của Canada gọi tắt là PHEC từng nói rằng nếu Canada đạt con số 75% người dân được tiêm phòng một liều và 20% tiêm đầy đủ hai liều, bao gồm cả những người từ 12 tuổi trở lên, các tỉnh có thể bắt đầu nới lỏng các hạn chế di chuyển mà không sợ gây áp lực cho hệ thống y tế công cộng. Giám đốc y tế công cộng của Canada, Tiến sĩ Theresa Tam, đã nói vào thời điểm đó rằng nếu việc tiêm chủng diễn ra theo đúng kế hoạch và nếu 75% người Canada được tiêm chủng đầy đủ, người dân có thể được tụ họp xã hội trong nội thất. Các quan chức của PHAC cho biết, người Canada thậm chí có thể quay lại lớp học đại học, chơi các môn thể thao ở trong nội thất và tổ chức các buổi họp mặt gia đình. Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 15 tháng 6, tiến sĩ Thèm cho biết các biến thể được sử dụng để phát triển mô hình trước đó không có bao gồm biến thể Delta. Đây là biến thể lây nhiễm nhiều nhất được theo dõi ở Canada cho đến nay và được cho là gây ra bệnh nặng hơn. Do vậy mà tiến sĩ Thêm nghĩ rằng chúng ta cần phải tăng số lượng người dân được tiêm chủng lên để có khả năng bảo vệ cao hơn. Tiến sĩ Thêm cho rằng một liều vaccine thì có hiệu quả kém hơn với biến thể Delta, nhưng hai liều thì có hiệu quả rất tốt. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu là phải tiêm chủng đầy đủ cho càng nhiều người càng tốt. Vào hôm thứ Sáu, thì cơ quan y tế tỉnh Quebec ra mắt Vaxivan là một phương tiện được trang bị đặc biệt để tiêm vaccine COVID-19 với mục tiêu nâng cao tỷ lệ tiêm chủng của thành thiếu niên ở khu vực phía Tây thành phố. Xe sẽ di chuyển từ công viên này sang công viên khác và các khu công cộng ngoài trời khác. Ở quận Côte-des-Neiges, NDG, cùng Park Extension và các thành phố tự trị như Westmount, Côte Saint-Luc, Hampstead và Ultramont. Đây là những nơi giới trẻ hay tụ họp. Bà Lucy Tremblay là giám đốc phụ trách tiêm chủng của Trung tâm Dịch vụ Xã hội và Y tế Đại học, cho biết với vaccine van, chúng tôi sẽ có thể đến nơi những người trẻ từ 18 đến 35 tuổi thường đến. Tính đến thứ ba, thì gần 69% cư dân Montreal trong độ tuổi từ 18 đến 39 đã được tiêm liều vaccine đầu tiên. Vào mùa hè này, phòng khám di động sẽ tiêm liều vaccine đầu tiên cho người dân mà không cần hẹn trước. Các tuyến đường dự kiến sẽ được thông báo khi các địa điểm được xác nhận. Bà Trumbly cho biết Vaxivan sẽ đến nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất và tỷ lệ nhiễm trùng cao nhất. Nhóm của bà sẽ theo dõi dữ liệu hàng ngày để xác định đây là những khu vực nào. Theo bà Sharon Nelson thuộc Hiệp hội Jamaica tại Montreal, đem vaccine đến khu dân cư nơi mọi người sinh sống sẽ tạo ra một môi trường thân thiện. Vì vậy, chúng ta sẽ giảm sự do dự tiêm vaccine ở những người từ 20 đến 50 tuổi Ban đầu, xe này chỉ tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 35. Nhưng bà Trumpley cho biết bất kỳ ai đủ điều kiện nhận vaccine đều có thể tiêm. Tuy nhiên, do sự chậm trễ trong việc phân phối vaccine Pfizer, Vaxivan sẽ chỉ tiêm vaccine Moderna trong thời điểm hiện tại và do đó chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới có thể được tiêm. Canada tuyên bố sẽ tăng gần gấp đôi số người tị nạn cần được bảo vệ vào năm nay. Theo Bộ trưởng Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch là ông Marco Mendicino cho biết, Canada sẽ tiếp nhận nhiều người tị nạn hơn và gia đình của họ trong năm nay trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu. Canada sẽ nhận gần gấp đôi số người cần được bảo vệ cũng như gia đình trực tiếp của họ ở nước ngoài. Người cần được bảo vệ được định nghĩa là những người đã nộp đơn xin và được cấp quy chế tị nạn sau khi đến đất nước mục tiêu mới là 45.000 người, tăng từ 23.500 người. Chính phủ có kế hoạch chi thêm 3 triệu đô la trong 2 năm để bảo trợ người tị nạn và mở rộng chương trình kết hợp tái định cư người tị nạn với nhập cư kinh tế. Canada đặt mục tiêu tái định cư cho 36.000 người tị nạn trong năm nay. Hạng mục này khác với những người cần được bảo vệ vì những người tị nạn tái định cư phải được cơ quan như Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, viết tắt là UNHCR, giới thiệu trực tiếp đến Canada và có tình trạng tị nạn khi đến. Bộ trưởng Manichino cho biết, Canada có thể chấp nhận người di cư từ Trung Mỹ để giúp đỡ Hoa Kỳ khi quốc gia này phải vật lộn để đối phó với sự gia tăng trong số người nhập cư. Số lượng tồn động của đơn xin nhập cư cho các thành viên gia đình của những người tị nạn cần được bảo vệ đã tăng gần gấp đôi lên 21.372 vào tháng 1 năm 2021. Ngay cả khi Canada chuẩn bị tiếp nhận những người tị nạn hơn, Canada đã tìm cách ngăn cản những người xin tị nạn đến đất nước qua biên giới đất liền, thông qua thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn với Mỹ hay chính sách COVID hiện đang được tranh cãi ở tòa. Một cậu bé 12 tuổi ở Winnipeg bị giết trong vụ đâm người vào đêm thứ Sáu. Cảnh sát cho biết, một cậu bé 12 tuổi đã chết khi bị đâm sau một cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm người ở khu phố phía bắc Winnipeg vào tối thứ Sáu. Các cảnh sát tìm thấy cậu bé bị thương trên đại lộ Borough gần Main Street vào khoảng 7 giờ 19 tối. Một người tốt bụng đã giúp cảnh sát chăm sóc cậu bé cho đến khi xe cấp cứu đến. Cậu bé 12 tuổi được nhanh chóng đưa đến bệnh viện mặc dù chưa có cáo buộc nào được đưa ra nhưng cảnh sát đã làm việc suốt đêm và đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình điều tra về cái chết của cậu bé này cảnh sát cho biết vụ việc này không liên quan đến băng đảng và có những dấu hiệu cho thấy các nhóm thậm chí không hề biết nhau trước khi chạm trán một số chi tiết của vụ án được cho là đặc biệt đau buồn những chi tiết này có thể không được công khai cho đến khi cáo buộc được đưa ra hoặc cho đến khi vụ án được thông qua hệ thống tòa án. Cái chết của cậu bé là vụ giết người thứ 18 của Winnipeg trong năm 2021 và là vụ thứ 11 kể từ ngày 19 tháng 5. Bất kỳ ai có thông tin về vụ việc được yêu cầu gọi cho các nhà điều tra theo số 204 986 6508 hoặc gọi cho Crime Stopper theo số 204 786 8477. Những đám mây giả dạ quang màu xanh lam hiếm có sắp xuất hiện trên bầu trời miền Bắc Canada. Những đám mây giả dạ quang, North Illusion Cloud, viết tắt là NLCS, hay còn gọi là mây thượng quyển ở cực, rất là ngoạn mục vì đây không phải là những đám mây bình thường, chúng hình thành ở phía cao nhất của bầu khí quyển ở độ cao 80 km. Vẫn còn nhiều điều cần biết về NLCS, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng chúng được tạo ra bởi bụi sao băng ở tầng khí quyển trên. Những đám mây này dễ thấy nhất ở Bắc Bán Cầu từ khoảng tháng 6 đến tháng 7, mặc dù chúng có thể xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 8, cần có 3 yếu tố để tạo ra NLCS. Sự gia tăng hơi nước, nhiệt độ rất lạnh và các hạt hơi nước có thể đóng băng. Chẳng hạn như bụi còn sót lại từ các thiên thạch, đôi khi bởi các hạt còn sót lại từ các vụ phóng tên lửa. Ngoài ra, mặt trời cần phải thấp hơn đường chân trời ít nhất là 6 độ. Trong tuần qua, nhiều người từ khắp Canada đã nhìn thấy những đám mây dạ quang. Người ở Alberta, Saskatchewan và Manitoba cho biết những đám mây mờ lung linh trên bầu trời sau khi mặt trời lặn. Ngoài ra, những đám mây còn được nhìn thấy ở xa về phía nam như là Oregon, Washington và Montana, cũng như trên khắp các vùng ở Bắc Âu. Không chỉ trái đất mới trải nghiệm NLCS. Mới tháng trước, tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã chụp ảnh những đám mây trên sao Hỏa. Nếu bạn muốn tận mắt nhìn thấy những đám mây này, hãy ra ngoài khoảng 30 phút sau khi mặt trời lặn hoặc trước khi mặt trời mọc và nhìn về hướng bắc. Vĩ độ của bạn càng thấp, dưới 50 độ bắc thì mây càng có khả năng xuất hiện ở đường chân trời. Vì vậy tốt nhất là bạn có thể đến một cái nơi nào đó với tầm nhìn không bị cản trở. Đôi khi NLCS có thể bị nhầm lẫn với những đám mây Cirrus, có thể là do phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Điểm khác biệt chính là NLCS có màu xanh lam. Và một tin rất là quan đối với tỉnh bang BC. Mùa hè đầy nắng đang chào đón ngày cuối tuần đầu tiên khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng ở tỉnh BC. Thời tiết ấm áp và đầy nắng được dự báo ở phần lớn tỉnh PC. Tỉnh này bắt đầu bước vào cuối tuần đầu tiên khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Môi trường Canada, thời tiết mùa hè khô hạn sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt cả tuần. Tại thành phố Vancouver, nhiệt độ dự kiến sẽ có mức cao nhất là 26 độ C vào Chủ nhật, trong khi các điểm nóng trên toàn bộ khu interior phía nam sẽ có nhiệt độ khoảng 30 độ vào giữa tuần. Theo các nhà dự báo, ngay cả những nơi xa về phía Bắc như Fort Nelson và Smithers cũng có thể có nhiệt độ trong khoảng từ trung bình đến cao trong tuần này. Gần đây, chính phủ tỉnh BC đã nới lỏng một số hạn chế về tụ họp và đi lại do tốc độ lây nhiễm COVID-19 tiếp tục giảm. Kể từ thứ ba, các quy tắc cho phép người dân tụ tập ngoài trời với tối đa 50 người, du lịch giải trí khắp tỉnh và nhà hàng phục vụ rượu cho đến nửa đêm. Các bạn đừng rời máy nhé, tiếp theo sau sẽ là một số tin tức giải trí. Mời các bạn tiếp tục theo dõi với biên tập viên Tuấn Liêm và Sammy Hoàng. Mắt kính viet Eyes Optical, địa chỉ 5025 Hadley Avenue, Mississauga, Ontario, Canada. Điện thoại 905 500